Và khi mà câu chuyện đem đến Đức Phật thì Đức Phật đã dạy rằng hiểu như vậy là cách hiểu rất là cạn, rất là phiến diện. Và Ngài đã có một đề tài nói về nghiệp như là chúng ta cái gọi là có thể và không thể. Và tại sao có những trường hợp mà có thể dường như là không thể, có những trường hợp không thể dường như có thể chẳng hạn. Bây giờ mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh, và sau phần chánh kinh thì thưa quý vị, chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Thừa Sư giảng giải rộng rãi về nội dung của bài kinh quan trọng này. Dạ, chính con kính trên Thượng Tọa Giác Đẳng, con xin đọc bài. Bài 136, Đại Kinh Nghiệp Phân Biệt, Maha Kamma Phi Quý Phân Giả. Nghiệp không thể hiểu một cách đơn giản, phân đoạn 629 đến 632, chú thích tỉnh nhập. 629, kẻ không được nghe hỏi, người không được biết. Câu chuyện bắt đầu từ một du sĩ ngoại đạo tên Potaliputta nêu lên một câu hỏi với tỳ kheo Samithi. Người hỏi không nắm vững mình muốn hỏi gì, lại mượn danh Phật. Người trả lời không có đủ khả năng phân tích, nghi vấn và đã trả lời không đúng. Mặc dù trong bài kinh này, tỳ kheo Samithi bị bậc đạo sư khiển trách là thiếu trí, nhưng sau này do sự khai thị của Đức Phật, vị này chứng quả A-la-hán. Kinh văn như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn ở Ra Chá La Há Dương Xá Chư Lũ Quá Ná Trúc Lâm tại chỗ nuôi dưỡng sóc. Lúc bấy giờ tôn giả Samithi trú tại một cái cốc trong rừng, rồi du sĩ ngoại đạo Potaliputta tiêu giao tản bộ tuần tự du hành đi đến tôn giả Samithi. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Samithi những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, du sĩ ngoại đạo Potaliputta thưa với tôn giả Samithi: Này hiền giả Samithi, trước mặt Thế Tôn, tôi tự thân nghe, tự thân ghi lại, ghi nhận như sau. Hư vọng là thân nghiệp, hư vọng là khẩu nghiệp, chỉ có ý nghiệp là chân thật. Và có một thiền chứng Samapatti, do thành tựu thiền chứng này sẽ không có cảm giác gì. Này hiền giả Potaliputta, chớ có nói vậy. Này hiền giả Potaliputta, chớ có nói vậy. Chớ có phỉ báng Thế Tôn. Phỉ báng Thế Tôn là không tốt. Thế Tôn không có nói như vậy. Hư vọng là thân nghiệp, hư vọng là khẩu nghiệp, chỉ có ý nghiệp là chân thật. Và hiền giả, có một thiền chứng, do thành tựu thiền chứng này sẽ không có cảm giác gì. Ngài xuất gia đã bao lâu, thưa hiền giả Samithi? Không lâu, thưa hiền giả, có 3 năm. Nay ở đây chúng tôi còn hỏi các tỳ kheo trưởng lão, làm gì khi một tân tỳ kheo nghĩ rằng cần phải bảo vệ vì đạo sư như vậy? Thưa hiền giả Samithi, khi một người có dụng ý làm thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, thời người ấy có cảm giác gì? Này hiền giả Potaliputta, khi một người có dụng ý làm thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, thời người ấy cảm giác khổ đau. Rồi du sĩ ngoại đạo Potaliputta không tán thán, cũng không phản đối lời nói của tôn giả Samithi. Không tán thán, không phản đối, du sĩ ngoại đạo Potaliputta từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra. Rồi tôn giả Samithi, sau khi du sĩ ngoại đạo Potaliputta ra đi không bao lâu, liền đi đến tôn giả Ananda. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Ananda những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón thăm hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Samithi kể lại cho tôn giả Ananda tất cả cuộc đàm thoại với du sĩ ngoại đạo Potaliputta. Sau khi nghe nói vậy, tôn giả Ananda nói với tôn giả Samithi:
Này hiền giả Samithi, đây là đề tài một câu chuyện cần phải ý kiến Thế Tôn. Này hiền giả Samithi, chúng ta hãy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, hãy trình bày lên Thế Tôn rõ ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời chúng ta như thế nào? Chúng ta hãy như vậy thọ trì. Thưa dân hiền giả. Tôn giả Samithi dân đáp Tôn giả Ananda. Rồi Tôn giả Ananda và Tôn giả Samithi đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda trình lên Thế Tôn tất cả câu chuyện giữa Tôn giả Samithi với du sĩ ngoại đạo Potaliputta. Khi nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: Này Ananda, ta chưa từng thấy du sĩ ngoại đạo Potaliputta thời câu chuyện này từ đây xảy ra. Này Ananda, câu hỏi đáng lý phải trả lời, phân tích rõ ràng cho du sĩ ngoại đạo Potaliputta lại được kẻ ngu si Samithi này trả lời theo một chiều. 630. Người mê lầm biện hộ cho người lầm mê. Tỳ kheo Ú Đa Dí vốn là người hay nói và thường nói không dụng về, đã có phát biểu bên vực cho tỳ kheo Samithi. Kinh văn: Khi nghe nói Tôn giả Ú Đa Dí bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, nếu đây là ý của Tôn giả Samithi nói lên, thời cảm giác gì người ấy cảm thọ là cảm giác khổ đau. Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: Này Ananda, hãy xem con đường sai lạc của kẻ ngu si Ú Đa Dí này. Này Ananda, ta biết rằng nếu nay kẻ ngu si Ú Đa Dí này mở miệng ra đề cập về vấn đề gì, ông ấy sẽ mở miệng đề cập một cách không như lý. Ayo-miso. Này Ananda, thật sự chỗ khởi thủy của du sĩ ngoại đạo Potaliputta hỏi là về ba cảm thọ. Này Ananda, nếu kẻ ngu si Samithi này được du sĩ ngoại đạo Potaliputta hỏi như vậy và trả lời như sau: Này hiền giả Potaliputta, nếu một ai có dụng ý làm thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp có khả năng đưa đến lạc thọ, người ấy sẽ cảm giác lạc thọ. Này hiền giả Potaliputta, nếu một ai có dụng ý làm thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp có khả năng đưa đến khổ thọ, người ấy sẽ cảm giác khổ thọ. Này hiền giả Potaliputta, nếu một ai có dụng ý làm thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp có khả năng đưa đến bất khổ bất lạc thọ, người ấy sẽ cảm giác bất khổ bất lạc thọ. Nếu trả lời như vậy, này Ananda, kẻ ngu si Samithi đã trả lời một cách chân chánh cho du sĩ ngoại đạo Potaliputta. Và lại nữa, này Ananda, những kẻ du sĩ ngoại đạo ngu si kém học, họ sẽ hiểu được đại phân biệt về nghiệp của Như Lai. Này Ananda, nếu ông nghe Như Lai phân tích đại phân biệt về nghiệp. 361. Bốn hạng chúng sanh ở đời trong cái nhìn đại loại. Người ác không hẳn sanh vào cảnh khổ, hay ngược lại. Người làm thiện không chắc chắn sanh vào cõi an lạc sau khi chết. Mới nghe rất nghịch lý nhưng phải hiểu vấn đề sâu xa hơn. Kinh văn: Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời, bạch thiện thệ, nay đã đến thời, Thế Tôn hãy phân tích đại phân biệt về nghiệp. Sau khi nghe Thế Tôn, các vị kheo sẽ thọ trì. Vậy này Ananda, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa dân bạch Thế Tôn, Tôn giả Ananda chân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này Ananda, có bốn loại người này có mặt ở đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này Ananda, có người sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham dục, có sân, có tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xuống địa ngục. Nhưng ở đây, này Ananda, có người sát sanh, có tà kiến,
Sau khi thân quả mạng chung, người ấy sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Này, ở đây, này Ananda, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm, có chánh kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Nhưng ở đây, này Ananda, có người từ bỏ sát sanh, có chánh kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ở đây, này Ananda, có vị sa môn hay bà la môn nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, không phóng dật, nhờ chánh tác ý, nên tâm nhập định. Tâm nhập định nhờ thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân. Vì ấy, có người ở đây sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham dục, có sân tâm, có tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Vì ấy nói như sau: thật sự có những ác nghiệp có bảo quả báo ác hạnh, và ta đã thấy có người ở đây sát sanh, lấy của không cho, nói hai lưỡi, có tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Vì ấy nói như sau: chắc chắn tất cả mọi người sát sanh, lấy của không cho, có tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung, họ đều sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Những ai biết như vậy, những gì ấy biết một cách chân chánh, những ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc là tà trí. Như vậy, điều gì ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ. Ở đây, vị ấy nắm giữ, chấp trước và tuyên bố, chỉ như vậy mới chân thật, ngoài ra đều là hư vọng. Ở đây, này Ananda, có sa môn hay bà la môn nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, vì ấy có người sát sanh lấy của không cho, vì ấy thấy có người sát sanh lấy của không cho, có tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, vì ấy được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Vì ấy nói như sau: thật sự không có những ác nghiệp, không có tạo ác hạnh, và ta đã thấy có người ở đây sát sanh, lấy của không cho, có tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Vị ấy nói như sau: chắc chắn tất cả mọi người sát sanh, lấy của không cho, có tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung, họ đều được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Những ai biết như vậy, những gì ấy biết một cách chân chánh, những ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc tà kiến. Như vậy, điều gì ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ. Ở đây, vị ấy nắm giữ, chấp trước và tuyên bố, chỉ như vậy mới chân thật, ngoài ra đều là hư vọng. Ở đây, này Ananda, có sa môn hay bà la môn nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, vị ấy có người ở đây từ bỏ sát sanh, vị ấy thấy có người ở đây từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, có chánh kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Vị ấy nói như sau: thật sự có những thiện nghiệp có quả báo thiện hạnh, và ta đã thấy có người ở đây từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, có chánh kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Vị ấy nói như sau: chắc chắn tất cả mọi người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, có chánh kiến, sau khi thân hoại mạng chung, họ đều sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Những ai biết như vậy, những gì ấy biết một cách chân chánh, những ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc tà trí. Như vậy, điều này vị ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ. Ở đây, vị ấy nắm giữ, chấp trước và tuyên bố, chỉ như vậy mới chân thật, ngoài ra đều là hư vọng. Ở đây, này Ananda, có sa môn. Vị ấy thấy có người từ bỏ sắc sanh, từ bỏ lấy của không cho, có chánh kiến. Sau khi thân hoại mạng chung,
người ấy bị sanh vào cõi dữ, ác thú, loại xứ, địa ngục. Vậy nói như sao? Thật sự không có những thiện nghiệp, không có quả báo thiện hạnh. Và ta đã thấy có người ở đây từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, gặp có chánh kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Dễ nói như sao? Chắc chắn tất cả mọi người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, có chánh kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, họ đều bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Những ai biết như vậy, những gì ấy biết một cách chân chánh. Những ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc tà kiến. Như vậy, điều gì ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ. Ở đây, chỉ nắm giữ chấp trước và tuyên bố, chỉ như vậy mới chân thật, ngoài ra đều là hư vọng. 632. Những điều chỉ có Như Lai mới có thể thấu suốt. Chỉ có Phật trí mới thấy chắc chắn có nghiệp thiện ác. Nghiệp ác tạo quả khổ, nghiệp thiện tạo quả vui, nhưng cảnh giới tái sanh không tương ứng, vẫn có thể xảy ra. Vì tâm trạng giờ phút lâm chung và quan kiến chấp thủ tạo nên sai biệt. Câu kết của bài kinh: Itikho Ananda Atthi Kamman Apapban Apapba Pha San Atthi Kamman Apapban Apapba Pha San Atthi Kamman Pháp Banh Chê Quá Pháp Ba Pha Sanh Chá Áp Thí Căm Măng Pháp Băng Áp Pháp Ba Pha Sanh Tí. Nên hiểu là có những nghiệp không thể thấy như không thể, có những nghiệp không thể thấy như có thể, có những nghiệp có thể thấy như có thể, có những nghiệp thấy như có thể thật là có thể. Kinh văn ở đây: Này Ananda, Sa môn hay Bà la môn nào nói như sau? Chắc chắn có ác nghiệp, có quả báo ác nghiệp, như vậy ta chấp nhận cho vị ấy. Vị ấy nói như sau: Tôi đã thấy ở đây có người sát sanh, lấy của không cho, có tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, tôi thấy người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy ta cũng chấp nhận cho vị ấy. Còn nếu vị ấy nói như sao, chắc chắn tất cả những ai sát sanh, lấy của không cho, sau khi thân hoại mạng chung họ đều sanh vào cõi dữ, ác thú, và xứ, địa ngục. Như vậy, ta không chấp nhận cho vị ấy. Và nếu vị ấy nói như sao, những ai biết như vậy, những gì ấy biết một cách chân chánh, những ai biết khác như vậy, trí họ thuộc tà kiến, như vậy, ta không chấp nhận cho vị ấy. Điều gì ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ. Ở đây, vị ấy nắm giữ, chấp trước và tuyên bố, chỉ như vậy mới chân thật, ngoài ra đều là hư vọng. Như vậy, ta cũng không chấp nhận cho vị ấy. Vì cỡ sao? Khác như vậy, này Ananda, là trí của Như Lai về đại phân biệt về nghiệp. Ở đây, này Ananda, Sa môn hay Bà la môn nổi như sao? Chắc chắn không có ác nghiệp, không có quả báo ác hạnh. Như vậy, ta không chấp nhận cho vị ấy. Và vị ấy nói như sau: Tôi đã thấy ở đây có người sát sanh, lấy của không cho, có tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, tôi thấy người ấy sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Như vậy, ta chấp nhận cho vị ấy. Còn nếu vị ấy nói như sau: Chắc chắn tất cả những ai sát sanh, lấy của không cho, tất cả sau khi thân hoại mạng chung, họ đều sanh vào thiện thú và thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Như vậy, ta không chấp nhận cho vị ấy. Và nếu vị ấy nói như sao? Những ai biết như vậy, những vị ấy biết một cách chân chánh. Những ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc tà kiến. Như vậy, ta không chấp nhận cho vị ấy. Như vị ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ. Ở đây, vị ấy nắm giữ, chấp trước và tuyên bố, chỉ như vậy mới là chân thật, ngoài ra đều là hư vọng. Như vậy, ta cũng không chấp nhận cho vị ấy. Vì cỡ sao? Khác như vậy, này Ananda, là trí của Như Lai về đại nghiệp phân biệt về nghiệp. Ở đây, này Ananda, Sa môn hay Bà la môn nào nói như sau? Chắc chắn có thiện nghiệp,
có quả báo thiện hạnh, như vậy ta chấp nhận cho vị ấy. Và vị ấy nói như sau: tôi đã thấy ở đây có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, có chánh kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, tôi thấy người ấy sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Như vậy ta cũng chấp nhận cho vị ấy. Còn nếu vị ấy nói như sau: chắc chắn tất cả những ai từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, tất cả sau khi thân hoại mạng chung, họ đều sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Như vậy ta không chấp nhận cho vị ấy. Và nếu vị ấy nói như sau: những ai biết như vậy, những vị ấy biết một cách chân chánh, những ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc tà kiến, như vậy ta cũng không chấp nhận cho vị ấy. Điều vị ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ, ở đây vị ấy nắm giữ, chấp trước và tuyên bố. Chỉ như vậy mới chân thật, ngoài ra chưa là hư vọng, như vậy ta cũng không chấp nhận cho vị ấy. Vì cớ sao? Khác như vậy này Ananda, là trí của Như Lai về đại nghiệp, về đại phân biệt về nghiệp. Ở đây này Ananda, Sa môn hay Bà La môn nào nói như sau: chắc chắn không có thiện nghiệp, không có quả báo thiện sanh, như vậy ta không chấp nhận cho vị ấy. Và vị ấy nói như sau: tôi đã thấy ở đây có người từ bỏ sắc sanh, từ bỏ lấy của không cho, có chánh kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, tôi thấy người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, ta chấp nhận cho vị ấy. Còn nếu vị ấy nói như sau: chắc chắn những ai từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, có chánh kiến, tất cả, sau khi thân hoại mạng chung, họ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, ta cũng không chấp nhận cho vị ấy. Và nếu vị ấy nói như sau: những ai biết như vậy, những vị ấy biết một cách chân chánh, những ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc tà kiến, như vậy ta cũng không chấp nhận cho vị ấy. Điều vị ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ, ở đây vị ấy nắm giữ, chấp trước và tuyên bố, chỉ như vậy mới chân thật, ngoài ra đều là hư vọng. Như vậy ta cũng không chấp nhận cho vị ấy. Vì cỡ sao khác như vậy này Ananda, là trí của Như Lai về đại nghiệp phân biệt về nghiệp. Ở đây này Ananda, người nào sát sanh, lấy của không cho, có tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, hoặc là một ác nghiệp đưa đến cảm giác khổ thọ do người ấy làm lúc trước, hay một ác nghiệp đưa đến cảm giác khổ thọ do người ấy làm về sau, hay trong khi mệnh chung, một tánh được người ấy chấp nhận và chấp chặt. Do vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Và ai ở đây sát sanh, lấy của không cho, có tà kiến, người ấy phải lãnh thọ quả báo được khởi lên ngay hiện tại hay trong một đời khác. Ở đây, này Ananda, người nào sát sanh, lấy của không cho, có tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy bị sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này, hoặc là một thiện nghiệp đưa đến cảm giác lạc thọ do người ấy làm lúc trước, hay một thiện nghiệp đưa đến cảm giác lạc thọ do người ấy làm về sau, hay trong mệnh chung, một chánh kiến được người ấy chấp nhận và chấp chặt. Do vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Và ai ở đây sát sanh, lấy của không cho, có tà kiến, người ấy phải lãnh thọ quả báo được khởi lên ngay hiện tại hay trong một đời khác. Ở đây này Ananda, người nào từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, có chánh kiến, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào thiện thú, thiên giới, khỏi đời này, hoặc là một thiện nghiệp đưa đến cảm giác lạc thọ do người ấy làm từ trước, hay một thiện nghiệp đưa đến cảm giác thọ do người ấy làm về sau, hay trong khi mệnh chung, một chánh kiến được người ấy chấp nhận và chấp chặt. Do vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sinh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Và ai ở đây từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, có chánh kiến, người ấy phải lãnh thọ quả báo được khởi lên ngay hiện tại hay trong một đời khác. Ở đây này Ananda, người nào từ bỏ sát sanh,
sanh từ bỏ lấy của không cho, có chánh kiến, sau khi thân quả mạng chung, người ấy bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, hoặc là một ác nghiệp đưa đến cảm giác khổ thọ do người ấy làm từ trước, hay một ác nghiệp đưa đến cảm giác khổ thọ do người ấy làm về sau, hay trong khi mạng chung, một tà kiến được người ấy chấp nhận và chấp chặt. Do vậy, sau khi thân ngoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi ác thú, đọa xứ, địa ngục. Và ai ở đây từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, có chánh kiến, người ấy phải lãnh thọ quả báo được khởi lên ngay hiện tại hay trong một đời khác. Như vậy, này Ananda, có nghiệp vô hữu tợ vô hữu, có nghiệp vô hữu tợ hữu, có nghiệp hữu tợ hữu, có nghiệp hữu tợ vô hữu. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Ananda hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy. Tiệt giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn và chú khích thích tỳ kheo giác đẳng. Con đã đọc xong phần chánh văn. Sau đây chúng con kính cung thỉnh thường tọa tỳ sư giảng pháp thoại hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tinh Văn Niệm Tiếng Phật. Kính chào Thượng Tọa Giác Đẳng cùng Chư Tục Đức. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử, bài học hôm nay cũng là bài kinh phân tích về nghiệp. Nhưng ở đây nó khác hơn cái bài kinh phân tích về nghiệp thuộc tiểu kinh mà hôm thứ tư chúng ta học. Hôm trước thì chúng ta học Đức Phật Ngài phân tích về nghiệp là nhân nào quả nấy, có bảy đôi nghiệp. Nó sẽ đưa đến cái sự quả báo tốt xấu khác nhau. Còn bài học hôm nay Đức Phật Ngài cũng phân tích về nghiệp, nhưng mà nói đến cái khía cạnh cái lý của nghiệp, tiểu nghiệp, tiểu kinh nghiệp phân biệt thì Đức Phật Ngài nói cái sự, còn ở đây là nói cái lý. Thường thường thì chúng ta chỉ bàn đến cái sự mà chúng ta không có biết được cái lý. Và nếu mà chúng ta nói về cái sự thì chúng ta thấy rằng nghiệp quả thì có thể tư duy được, có thể suy nghĩ được, mà sát sanh thì bị yếu tử, không sát sanh thì được trường thọ,
đã thương chúng sanh thì quả đời sau bị đa bệnh. Còn khi mà không đánh đập chúng sanh đó, thì đời sau được trường thọ, ấy là được thiểu bệnh. Cái đó chúng ta nói về cái sự thì dễ, nhưng mà nói đến cái lý thì đúng là nghiệp quả bất khả tư nghì thôi. Chỉ có cái trí tuệ của Đức Phật, của Chánh Đẳng Chánh Giác thì Ngài mới tỏ tường. Khi mà Ngài tuyên bố về cái hạnh nghiệp của chúng sanh, chúng sanh đó chết sanh khỏi đó do nguyên nhân nào, chỉ Ngài mới thấy rõ được điều đó, là có cái sự thích ứng, cái sự tương ứng với cái nghiệp đã làm. Còn như phàm phu chúng ta chỉ học hỏi hay là chúng ta chỉ nghe nói, thì chúng ta cứ gặp cái trường hợp chúng ta tuyên bố một cách chắc chắn thì trong trường hợp này nó cũng sai đi. Ở trong bài kinh này trừ ra cái đoạn duyên khởi, cái đoạn duyên khởi thì cái đoạn này chỉ là dẫn nhập cho việc mà Đức Thế Tôn là thuyết về cái đại kinh nghiệp phân biệt. Cho nên cái phần đó chúng ta nói cũng được, không nói cũng được. Còn cái phần chính của bài kinh này thì gồm có ba cái nội dung. Nội dung đầu là Đức Phật Ngài nêu bốn trường hợp xảy ra. Về nghiệp chúng sanh đã tạo và cái sự tái sanh của người đó. Cái nội dung thứ hai là nói đến cái sự tuyên bố của các sa môn và la môn ngoại đạo khi họ chứng thiền. Họ thấy được bốn cái hướng đi của chúng sanh, rồi họ tuyên bố. Và cái nội dung thứ ba đó là Đức Phật Ngài chỉ rõ trong cái sự tuyên bố của các sa môn bà la môn về bốn trường hợp hướng đi của chúng sanh, thì cái lời tuyên bố đó, cái điều nào được Ngài chấp nhận và cái điều nào Ngài không chấp nhận. Và bởi cái lý do gì? Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta tuần tự trình bày về nội dung của ba nội dung của bài kinh ngày hôm nay. Chúng ta phải đi chậm một chút
để chúng ta hiểu từ chặng từ chặng. Nếu mà chúng ta đi nhanh và chúng ta nói phớt qua thì chúng ta bị nhầm lẫn, hoặc là chúng ta không hiểu gì. Thưa quý vị, về cái duyên khởi thì chúng ta cũng biết rằng là du sĩ ngoại đạo Bồ Tát Lý Bồ Tát đi đến tôn giả Savatthi, để nói về cái nghiệp vừa đưa đến cái cảm thọ như thế nào. Thì tôn giả Samathi đã chỉnh lại cái lời nói của du sĩ ngoại đạo Bồ Tát, Bồ Tát Lý Bồ Tát. Nhưng mà dầu chỉnh lại như vậy nó cũng không xong, không đúng câu gì đâu hết. Và tôn giả Samathi đi đến tôn giả Ananda trình bày cái sự việc đó, và tôn giả Ananda đã dẫn tôn giả Samathi đi đến để ý kiến Đức Phật hỏi vấn đề này. Và Đức Phật ngài nghe xong, ngài cũng quở trách Samathi đã trả lời chưa có chính xác. Và ở đây thưa quý vị, chúng ta khỏi cần nói cái chuyện đó đi, mất thời gian chúng ta về cái bài kinh này. Thì sau khi Đức Phật ngài quả trách như vậy đó, thì ngài chỉ nói đại khái cái vấn đề này nè. Nếu mà trả lời cho đúng đó, thì ai có dụng ý làm cái thân nghiệp, khổ nghiệp, ý nghiệp có khả năng đưa đến lạc thọ, thì người ấy sẽ hưởng quả gì thuộc cảm giác lạc thọ. Còn nếu ai có dụng ý làm thân nghiệp, khổ nghiệp, ý nghiệp có khả năng đưa đến khổ thọ, thì người đó sẽ nhận lãnh cái cảm giác khổ thọ. Ai có dụng ý làm thân nghiệp, khổ nghiệp, ý nghiệp có khả năng đưa đến bất khổ bất lạc thọ, tức là xả thọ, thì người đó sẽ nhận cái cảm giác bất khổ bất lạc thọ, tức là nhận cảm giác xả thọ. Nếu trả lời như vậy là trả lời một cách chân chánh. Nhưng mà cái chuyện đó cũng chưa phải là vấn đề quan trọng. Cái vấn đề quan trọng ở đây chứ là Đức Phật ngài nói lên
Ngài phân tích về nghiệp, một cái sự phân tích lớn. Trước tiên là Đức Phật Ngài nêu ra có bốn trường hợp. Một là ở đời có người tạo cái ác nghiệp như sát sanh, trộm cắp v.v. có tà kiến, sau khi chết sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục. Còn trường hợp thứ hai là ở đời có người tạo ác nghiệp như là sát sanh, trộm cắp v.v. có tà kiến, thì sau khi chết người ấy sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời. Trường hợp thứ ba, ở đời có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói đâm thọc, từ bỏ nói độc ác, từ bỏ nói vô ích, từ bỏ tham ác, sân ác, tà kiến ác, đức chánh kiến. Sau khi thân ngoại mạng chung được sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời. Nhưng ở đây cũng có trường hợp thứ tư là người từ bỏ sát sanh v.v. có tinh khí, sau khi chết người ấy sanh xuống cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục. Thì bốn cái trường hợp đó được Đức Phật Ngài trình bày là có xảy ra trong đời, nhưng mà gặp như vậy chúng ta đừng có ngạc nhiên. Đây là một cái sự kiện mà chúng ta thấy có những trường hợp như là một người tạo ác nghiệp sanh xuống cõi khổ, hay là tạo thiện nghiệp sanh lên cõi trời, thì cái nghiệp như vậy đó thì chúng ta gọi là có thể nhận thấy như là có thể. Mà ở đây gọi là hữu tự hữu. Còn cái trường hợp thứ hai và thứ tư đó, tức là có xảy ra là một người tạo ác nghiệp nhưng mà sau khi thân mạng chung được sanh về cõi trời, hay là một người tạo thiện nghiệp sau khi mệnh chung phải sanh xuống địa ngục. Cái trường hợp này chúng ta nghĩ rằng nó không
thể nhưng mà thấy dường như là có thể. Thì do cái nguyên nhân gì mà như vậy? Thì ở đây đoạn sau chúng ta sẽ nghe Đức Phật phân tích. Một người mà làm ác bây giờ mà chết sanh xuống địa ngục, mà chưa hẳn là do cái ác nghiệp đó mà sanh xuống địa ngục, một có thể là do ác nghiệp trước đây, một ác nghiệp khác mà chúng ta không biết. Cũng có trường hợp đó. Cái trường hợp đó gọi là có thể nhưng mà không thể. Có thể nhưng mà không thể. Không thể do cái nghiệp đó. Không có khả năng do cái nghiệp đó. Chúng ta thấy là rõ ràng trước mắt là người này tạo ác nghiệp, sanh xuống địa ngục là phải rồi. Nhưng mà chớ có vội tuyên bố là do người này sát sanh đừng cấp như vậy mà sanh xuống địa ngục. Họ sanh xuống địa ngục chẳng qua là tại vì mình thấy họ làm ác phải bị khổ vậy. Nhưng mà cái khổ đó, cái khổ quả đó là do cái nghiệp khác, do nghiệp ác khác. Cho nên cái trường đó thấy có thể mà không thể cũng rắc rối lên chứ quý vị. Rồi một trường hợp một người làm thiện chết sanh cõi trời cũng vậy, mình tưởng như là do cái thiện nghiệp đó mà sanh được cõi trời, nhưng thực ra thì không phải do cái thiện nghiệp đó mà do cái thiện nghiệp khác họ đã làm từ trước, làm ở quá khứ. Cái này chỉ có Đức Phật mới biết được chứ phàm phu chúng ta không có biết được. Cho nên mới có cái trường hợp mà được gọi là hữu tự hợp, vô hữu tự vô hữu, vô hữu tự hữu, hữu tự hữu, hữu tự vô hữu. Cái này chút xíu nữa chúng ta trong cái thời gian mà thảo luận chúng ta sẽ bàn đến. Bây giờ chúng ta nói đến cái nội dung thứ hai. Nội dung này Đức Phật Ngài nhắc lại có những gì sa môn và la môn. Đắc thiền và có thiên nhãn, có thiên nhãn thông. Khi mà nhìn, chỉ nhìn thấy cái người sát sanh, trộm cắp tà dâm nói dối, nói đâm thọc, nói độc ác, nói vô ích, tham ác sân ác, tà kiến ác, sau khi tân vợ mình chung sanh về khổ dưỡng ác thú đội xứ địa ngục, chỉ thấy như vậy thôi nhưng mà không biết rõ cái nội tình ở bên trong như thế nào,
Vệ nói thật sự có những ác nghiệp, có quả báo ác hạnh, và tôi đã thấy có người sắp sanh trộm cắp vân vân. Sau khi thân bọn mạng chung được sanh vào cổ giữa thú đội xứ điều. Rồi vị đó nói như sau nữa: chắc chắn tất cả người sát sanh trộm cắp tài dâm, nó dối, nó đâm thọc, nó độc ác, nó quý trộm dí, tham ác, sân ác, tật kiến ác, sau khi tân gọi mạng chung họ đều sanh vào cổ giữ ác thú đội xứ điều. Và bị sa môn đó tuyên bố rằng những ai biết như vậy, những phải biết một cách chân chánh, những ai biết khác như vậy thì trí của ấy thuộc về tà. Như vậy điều vị ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ, rồi nắm giữ chấp trước và tuyên bố chỉ có như vậy mới là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Thì cái điều này chút xíu nữa chúng ta sẽ nghe Đức Phật này phân tích cho chúng ta. Khi mà cái lời tuyên bố của vị đó, cái điều nào được chấp nhận và điều nào không được chấp nhận. Rồi có những vị sa môn và lâm môn đắc thiền có khi nhận thông, vị ấy thấy có người sát sanh trộm cắp tài dâm vân vân, có tà kiến, sau khi thân quả mạng chung được sanh vào thiện thú thiên giới cổ đời, vị sa môn ấy nói như sao: thật sự không có những ác nghiệp, không có quả báo của ác hạnh, vì tôi đã thấy ở đây có người sát sanh trộm cắp vân vân, sau khi thân quả mạng chung được sanh vào thiện thú thiên giới cổ đời. Vì ấy nói tất cả người sát sanh, tất cả những người làm ác, sau khi thân quả mạng chung được đều được sanh về cõi trời. Ai biết như vậy là biết một cách chân chánh, còn những ai biết khác như vậy thì trí của họ thuộc về tà trí. Cái trường hợp thứ hai là sa môn và lâm môn mà họ tuyên bố một cách nông nổi như vậy. Trường hợp thứ ba là có những sa môn và lâm môn nhờ nhiều tâm nhân đắc thiền, rồi có tha tâm, có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thấy có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm vân vân, có chánh kiến, sau khi thân và mạng chung được sanh về thiện thú thiên giới ở đời, vì ấy tuyên bố thật có những thiện pháp, có quả báo của thiện hành, vì tôi đã thấy có người ở đây từ bỏ sát sanh, có chánh kiến, sau khi thân và mạng chung được sanh về thiên giới cõi đời. Bị ấy nói rằng chắc chắn tất cả người từ bỏ. Cái chữ chắc chắn đó quý vị cần phải lưu ý, cái điểm này là cái điểm tuyên bố sai. Bị ấy nói như sao: chắc chắn tất cả người từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp vân vân, có chánh kiến, sau khi thân quận mạng chung đều được sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời. Ai biết như vậy là biết một cách chân chánh. Những ai biết khác như vậy thì trí của họ thuộc tà trí. Và vị này do tự mình biết, tự mình thấy nên chấp trước tuyên bố rằng chỉ có như vậy mới là chân thật, ngoài hư vọng. Cái lời tuyên bố đó đúng hay sai?
sau này chúng ta sẽ nghe Đức Phật Ngài nhận xét. Ở trường hợp thứ tư, ở đây có những người, có những vị Sa Môn Bà La Môn nhờ tinh tấn tu thiền, họ chứng được thiền, có thần thông, có thiên nhãn thông, thấy có người sát sanh, người từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm vân vân, có chánh kiến. Sau khi tân hòa mạng chung, người ấy bị sanh vào cổ dữ ác thú đọa xứ địa ngục, thì vị sa môn đó mới nói rằng thật sự không có những thiện nghiệp, không có quả báo thiện hạnh, vì tôi đã thấy có người ở đây sát sanh vân vân, có chánh kiến mà chết sanh xuống địa ngục ác thú đọa xứ. Và vị ấy lại tuyên bố chắc chắn tất cả mọi người từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, có chánh kiến, sau khi mạng chung đều bị sanh vào cổ dữ ác thú đọa xứ địa ngục. Và những ai biết như vậy là biết một cách chân chánh, những ai biết khác như vậy là trí của họ thuộc về tà trí. Như vậy vị đó, vị sa môn đó chấp trước và tuyên bố chỉ như vậy mới chân thật, ngoài ra là hư vọng. Thì ở đây thưa quý vị, các vị sa môn đại môn khi mà họ có thiền, có thần thông, có thiền nhãn thông, họ thấy như vậy đó, họ chỉ thấy trước mắt, nhưng mà họ không biết rõ được cái lý của nghiệp báo ở bên trong, cho nên họ mới tuyên bố một cách họ hàm hồ như vậy. Thì cái điều thứ nhất á, trong cái đoạn thứ ba là Đức Phật Ngài với cái trí của một chánh đẳng giới giác phân tích về nghiệp, thì Ngài nói rằng: này Ananda, những sa môn bà la môn nào nói chắc chắn có ác nghiệp, có quả báo ác nghiệp, như vậy thì ta chấp nhận cho vị ấy. Rồi vị ấy nói: vì tôi đã thấy ở đây có người sát sanh, trộm cắp, vân vân, có tà kiến. Sau khi thân vợ mạng chung, tôi thấy người ấy sanh một cổ dữ ác thú đọa xứ điều, như vậy ta cũng chấp nhận cho người ấy. Hai điểm Đức Phật Ngài chấp nhận khi họ tuyên bố vậy. Còn nếu mà vị ấy nói chắc chắn tất cả những ai sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vân vân, sau khi tân bại mạng chung đều sanh vào, họ đều sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục, thì lời tuyên bố cả quyết như thế Đức Phật này cũng không chấp nhận. Và nếu vị ấy nói như sau, những ai biết như vậy, biết cái chân chánh, nếu mà biết khác hơn, khác như thế, thì trí của họ thuộc tà trí. Tuyên bố như vậy, Đức Phật này cũng không chấp nhận. Như vậy ở trong cái phần đầu á, cái lời tuyên bố của các sa môn và la môn, trong đó cái quan điểm thứ nhất là Đức Phật Ngài chỉ chấp nhận có hai điểm, mà Ngài không chấp nhận ba điểm. Cái đó là cái nhìn của vị bậc chánh đẳng giới giác. Khi mà những sa môn và la môn tuyên bố về các quan điểm của mình đã thấy, đã biết, nhưng mà họ tuyên bố có những điều Đức Phật Ngài chấp nhận và những điều không chấp nhận là như vậy.
Về cái quan điểm thứ hai đó, trường hợp thứ hai, những sa môn bà la môn nào nói chắc chắn không có ác nghiệp, không có quả báo ác hành, cái điều này ta không chấp nhận cho vị ấy. Vị ấy nói như sau: tôi đã thấy ở đây có người sát sanh, lấy của không cho, vân vân. Sau khi tôi vợ mạng chung, người ấy sanh vào thiện thú, thiên giới, khổ đời. Như vậy ta chấp nhận cho người ấy. Đức Phật này chấp nhận là bởi vì họ với thi nhãn thông, họ thấy cái trường hợp vậy thì họ tuyên bố như vậy thì cái điều đó là đúng, cho nên Ngài chấp nhận. Còn nếu vị ấy nói chắc chắn tất cả những ai sát sanh vân vân đều sanh về thiện thú thiên giới cổ đời, Ngài không có chấp nhận cho vị ấy. Cái đó là nói sai. Nếu vị ấy nói như sau: những ai biết như vậy, thấy như vậy, biết một cách chân chánh, những ai biết khác như vậy thì trí của họ thuộc tà trí, Ngài cũng không chấp nhận. Vì ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ, ở đây nắm giữ chấp trước, tuyên bố chỉ có như vậy là chân thật, ngoài ra hư vọng, ta cũng không chấp nhận cho người đó. Thì cái quan điểm thứ hai này Đức Thế Tôn chấp nhận có một điểm, Ngài không có chấp nhận bốn điểm. Trường hợp thứ hai là Đức Phật Ngài chỉ chấp nhận có một điểm, không chấp nhận bốn điểm. Cái trường hợp thứ ba có năm điểm trong cái lời tuyên bố của các sa môn và la môn, nhưng mà ở đây Đức Phật chấp nhận hai điểm, không chấp nhận ba điểm. Này Ananda, sa môn hay bà la môn nào nói chắc chắn có thiện nghiệp, có quả báo của thiện hạnh, như vậy ta chấp nhận. Rồi vị ấy nói: tôi đã thấy có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp vân vân, sau khi tâm hoài mạng chung sanh về thiện thú thế giới cổ đời. Đức Phật Ngài chấp nhận, chấp nhận cho Ngài. Đó là hai điều chấp nhận. Còn nếu vị ấy nói như sau: chắc chắn tất cả những ai từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp vân vân, sau khi mạng chung đều sanh vào thiện thú thiên giới cổ đời, như vậy ta không chấp nhận cho bảy. Quý vị nhớ cho kỹ là nếu như các sa môn bà la môn đó, bị sa môn đó mà tuyên bố chắc chắn ai làm thiện đều sanh về cổ trời, thì cái đó Đức Phật này chưa có chấp nhận. Bởi vì cái trí Đức Phật, cái trí về về cái sự phân biệt nghiệp, phân tích nghiệp đó, Ngài thấy rõ, chứ không có tuyên bố một cách vội vã như vậy. Và nếu vị ấy nói như sau: những ai biết như vậy là biết một cách chân chánh, những ai biết khác thì đó là trí của họ là tà trí, ta cũng không chấp nhận cho người đó. Điều vị ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ, ở đây vị ấy nắm giữ chấp trước và tuyên bố chỉ như vậy mới chân thực ngoài hư vọng, như vậy ta cũng không chấp nhận cho người đó. Thì như vậy trong cái trường hợp thứ ba này là Đức Phật là chỉ chấp nhận có hai điểm thôi, còn ba điểm là không chấp nhận. Đây là cái trí của Như Lai về cái trí phân tích nghiệp. Đến cái trường hợp thứ tư, và trường hợp này Đức Thế Tôn là chỉ chấp nhận có một điểm, không chấp nhận bốn điểm.
Những sa môn bà la môn nào nói rằng chắc chắn không có thiện nghiệp, không có quả của thiện hạnh, thì Như Lai không có chấp nhận cái điểm ấy. Vị ấy nói như sau, và vị ấy nói như sau: tôi đã thấy ở đây có người từ bỏ sắc sanh, từ bỏ trộm cắp vân vân. Sau khi tân hòa mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ á thú đọa xứ địa ngục. Như vậy điều này, điểm này ta chấp nhận người đó, bởi vì người đó họ có thần thông, có thiên nhãn thông, họ thấy rõ điểm, cho nên họ nói điều đó Đức Phật chấp nhận là họ nói đúng. Còn nếu họ nói như sao chắc chắn những ai từ bỏ sắc sanh vân vân, sau khi thân quả mạng chung đều sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục, như vậy là ngài không có chấp nhận người đó. Cái đó là nói một cách hàm hồ. Và nếu vị ấy nói như ai biết như vậy là biết một cách chân chánh, còn ai biết khác là trí của họ thuộc tà trí, ngài cũng không có chấp nhận. Vị ấy tuyên bố chỉ như vậy mới chân thật, ngoài ra là hư vọng. Như vậy ngài cũng không chấp nhận cho người đó. Vì cớ sao? Vị trí của Như Lai về đại nghiệp phân biệt. Như vậy chúng ta thấy rằng trong cái phân đoạn, trong cái nội dung thứ hai đó, ở trong nội dung thứ ba là Đức Phật ngài tuyên bố về, ngài tuyên bố về những điểm mà ngài chấp nhận và những điểm ngài không chấp nhận trong cái lời tuyên bố của các sa môn và la môn khi mà họ tuyên bố về nghiệp. Cho nên khi mà chúng ta thấy, chúng ta biết như vậy đó, mặc dù chúng ta thấy thì rõ ràng là thật, nhưng mà khi chúng ta tuyên bố ra, chúng ta kết luận thì chúng ta kết luận sai. Cho nên cái điều này chúng ta phải thận trọng khi mà chúng ta tuyên bố cái điều gì đó. Nói đến nghiệp quả thì nó rắc rối lắm thưa quý vị. Chúng ta cũng thêm một cái phân đoạn khác. Ở cái nội dung này là Đức Phật ngài kết luận cho cái bài kinh này. Hiểu được cái chỗ này đó là chúng ta mới hiểu được cái lý ở trong cái nghiệp quả, trong cái nghiệp báo một cách đúng đắn. Nhắc lại những cái đoạn trên mà chúng ta nhớ thế này: một người sát sanh, trộm cắp tài gia vân vân, người tạo ác nghiệp, chết sanh xuống địa ngục. Cái trường hợp này Đức Phật tuyên bố có hai lý do, hai cái nguyên nhân phải thận trọng. Một cái nguyên nhân chính do cái ác nghiệp đó tạo ra quả tái sanh, nhưng mà mặc dù họ sát sanh được cấp như vậy, họ sanh xuống đường một như vậy, chúng ta tưởng chừng đó là có thể, nhưng mà không có thể.
là bởi vì sự trùng hợp là ở một ác nghiệp nào khác ở trong quá khứ, hay là giờ phút cận tử họ tạo nên một, họ chấp thủ một cái tạp kiến rồi họ chết sanh địa ngục, thì chết sanh xuống địa ngục đó là do một ác nghiệp khác, do cái nghiệp cận tử cũng có. Cho nên ta phải hiểu, chứ đừng có nghĩ rằng là cái người đó làm ác sanh đi xuống địa ngục là phải rồi, chưa chắc. Ác đấy, nhiều khi nó cho cái ác nghiệp khác không chừng. Người làm ác sanh về cõi trời thì đương nhiên là không phải do cái ác nghiệp đó rồi, mà là do một cái thiện nghiệp khác ở trong quá khứ. Ở đây nó có nhiều cái nguyên nhân. Này Ananda, người nào sát sanh, trộm cắp, vân vân, sau khi chết sanh xuống cõi dữ ác thú đội xuống địa ngục, có thể là do một ác nghiệp ác nghiệp đưa đến cảm giác khổ thọ do người ấy làm lúc xưa, hay là một ác nghiệp do người đó làm về sau, hay trong khi mệnh chung một tà kiến được bị chấp thủ. Còn cái chuyện mà người đó sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, vân vân, người ấy phải lãnh thọ quả gì thục, nó hiện báo nghiệp hoặc là hậu báo nghiệp. Thì không có mất, nhưng mà chỉ là hiện báo nghiệp hoặc là hậu báo nghiệp. Còn sanh báo nghiệp thì nó còn tùy theo, nó còn tùy theo cái, do cái nghiệp ác của quá khứ, hoặc là cái nghiệp ác, hoặc là cái nghiệp tà kiến lúc làm chung chẳng hạn. Cho nên chưa hẳn cái sanh báo nghiệp đó là do nơi ác nghiệp này. Một cái trường hợp thứ hai là cái người sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vân vân, sau khi thân ngoại mận chung người ấy được sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời này, thì cái trường hợp này đó nó không phải là do cái ác nghiệp này mà cho sanh về cõi trời, mà là do một thiện nghiệp người đã làm từ trước. Hay là một thiện nghiệp mà người ấy làm vì sao, làm quá khứ hoặc làm trong hiện tại mà trước khi ở trong đời sống bình nhật, hoặc là trong khi mình chung người ấy chấp nhận một chánh kiến, do vậy thân quả mà chung người ấy được sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời. Còn ở cái hành động sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói đâm thập, vân vân, thì người ấy phải lãnh cái hiện báo nghiệp hoặc là một hậu báo nghiệp trong một cái đời khác. Thì cái trường hợp mà một người hiện tại mà thấy họ làm ác mà chết sanh đi cõi trời đó, thì chúng ta chớ có khởi lên cái tà kiến mà cho rằng như vậy những người làm ác đều sanh được cõi trời hết,
Có những người họ tuyên bố như vậy, nhưng mà cái đó là họ tuyên bố một cách rất là hời hợt. Họ không có biết được rằng sanh về cõi trời, một người làm ác sanh cõi trời là do nơi cái thiện nghiệp ở trong quá khứ mạnh quá, hoặc là trong giờ phút lâm chung mà họ khởi lên cái chính kiến rồi họ sanh về cõi trời. Nhưng dù họ làm ác, họ được sanh về cõi trời không phải là cái nghiệp ác của họ làm đó là nó nằm yên đó đâu, người đó sẽ phải lãnh cái hậu quả hiện báo nghiệp hoặc là sanh báo nghiệp, bậu báo nghiệp. Về trường hợp thứ ba đó cũng tương tự như vậy, một người mà bây giờ chúng ta nói tóm tắt, một người mà tạo cái thiện nghiệp, tức là từ bỏ sát sanh vân vân, người tạo thiện nghiệp sau khi thân vợ mạng chung được sanh về thiện thú thiên giới cõi đời, thì cái trường hợp này cũng chưa hẳn là do cái thiện nghiệp này cho tái sanh về cõi trời, mà có thể do một thiện nghiệp đã làm từ trước, từ kiếp trước, hoặc một thiện nghiệp người ấy làm về sau, hay là trong khi mệnh chung người ấy chấp nhận một chánh kiến, do đó sau khi tân hoàng mệnh chung người ấy sanh vào thiện thú thiên giới của đời. Còn những cái thiện nghiệp mà họ đã làm đó, như là từ bỏ sắc sanh, từ bỏ trần cấp vân vân, thì người ấy sẽ được lãnh thọ quả báo ngay trong hiện tại, hiện báo nghiệp, hoặc là trong một đời khác, tức là hậu báo nghiệp. Đức Phật ngài giải thế này nó rõ ràng quá thôi, nó rõ ràng quá. Cái trường hợp thứ tư, này Ananda đau, người nào từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp vân vân, họ tạo cái thiện nghiệp như vậy, nhưng mà sau khi thân vợ mạng chung bị sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục, thì trường hợp này là do một ác nghiệp mà đã làm từ trước, hoặc là một ác nghiệp họ đã làm về sau, hay trong khi mà chung mà họ chấp trì một cái tà kiến. Do vậy sau khi tâm hoàn mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục. Cái chỗ này theo trong chú giải thì gọi là lúc mạng chung mà chấp thủ một cái tà kiến là một cái điều sai, nói chung là phiền não đó, thưa quý vị. Như trường hợp vua Asuka, mặc dù bình sinh ông ta làm phước rất nhiều, nhưng mà chết sanh là một rắn. Chúng ta đừng nghĩ rằng hộ độ Tam Bảo chết sanh làm loài rắn sanh không phải vậy, mà do giờ phút lâm chung vua này cũng khởi lên cái sự sân hận, hiền hận đối với hai vị quan đại thần đã cãi lời ông ta. Hoặc là hoàng hậu Malika, trong thời bình sinh là đệ tử của Đức Phật, có trí tuệ, biết làm các cái điều thiện pháp, thiện phước, nhưng mà giờ phút lâm chung bị hối hận do một lần đã dối gạt vua chồng, vua Vasudevi, nên sanh xuống địa ngục hết 7 ngày. Cái trường hợp này chúng ta đừng nghĩ rằng là do tại sao bà Vishakha hay vua Asuka cũng làm phước nhiều quá mà ông chết sanh xuống địa ngục, bà chết sanh xuống địa ngục. Cái đó là do một cái
bất thiện tư duy nó khởi lên ở trong giờ phút tâm chung. Có trường hợp mà người mà trong bình nhật họ tạo những cái thiện nghiệp thì người ấy sẽ được lãnh thọ quả báo. Nếu không hiện tại thì cũng là ở một cái đời sống khác, gọi là hậu báo nghiệp. Thì ở đây đó, khi mà chúng ta đọc cái đoạn thứ ba này, cái đoạn này quan trọng lắm. Đoạn này mà Đức Phật muốn kết luận một câu như vậy này Ananda. Có nghiệp vô hữu tự vô hữu, có nghiệp vô hữu tự hữu, có nghiệp hữu tự hữu, có nghiệp hữu tự vô hữu. Ở đây đó, Itiko Ananda Atikamang Apapang Apapasanang Atikamang Apapang Apapasanang. Chữ Apapang là không có thể, không có khả năng. Apapas Apasang Apasang là dường như, dường như hay là tợ, tợ như. Nghiệp ác là không thể sanh được cõi trời. Và chúng ta thấy rõ là không thể sanh được cõi trời. Nghiệp thiện không thể xuống địa ngục, và có trường hợp là thấy không thể sanh xuống địa ngục. Trường hợp thứ hai, Athikamman Apappan Phappasan, tức là có cái nghiệp không thể nhưng mà lại có thể. Có những cái trường hợp không thể mà có thể, thí dụ một người họ tạo cái ác nghiệp nhưng mà rồi do một cái thiện nghiệp ở quá khứ hay là giờ phút lâm chung giúp cho họ được sanh được đời, thì chúng ta thấy cái nghiệp đó nó không thể sanh được cõi trời nhưng dường như là có thể, là tại vì do cái ác nghiệp khác nó chen vào. Hoặc là như một thiện nghiệp thì không thể sanh xuống địa ngục nhưng mà sự thật nó xảy ra đó là thấy dường như là có thể sanh xuống địa ngục. Nhưng chúng ta phải biết rằng sanh xuống địa ngục là do một ác nghiệp khác nó chi phối, hoặc giờ phút đồng chung khởi lên một cái tâm bất thiện hay là tà kiến. Thứ ba là có cái nghiệp pháp bệnh chê quá, pháp pa pha sanh chắc, tức là có thể và thấy như là có thể. Cũng có nhiều trường hợp là tạo ác nghiệp, chính ác nghiệp đó
tạo quả thức để tái sinh vào cõi địa ngục, hoặc là tạo thiện nghiệp. Cái thiện nghiệp đó nó tạo quả thức để tái sinh về cõi trời. Cái đó là nghiệp có thể và thấy như là có thể. Gọi là nghiệp hữu tự hữu đó. Và trường hợp cuối cùng là hữu tự vô hữu. Atikamang pháp băng, Atikamang pháp băng, pháp ba pha sanh. Mình thấy rõ ràng là có cái người đó họ tạo thiện nghiệp như vậy, nhưng mà rồi họ không thể sanh về cõi trời mà sanh xuống địa ngục. Còn hoặc là một người tạo ác nghiệp như vậy, tưởng có thể sanh về cõi trời, sanh xuống địa ngục, nhưng mà họ lại sanh được cõi trời. Thì ở đây đó, thưa quý vị, do gom lại tất cả các ý nghĩa về cái nghiệp đó, chúng ta phải hiểu được cái lý của cái nghiệp đó. Ở trong đời này nó xảy ra là có những cái hành động nó không thể và xảy ra không thể. Có những cái hành động không thể nhưng mà xảy ra như là có thể. Có những hành động có thể mà xảy ra có thể. Có những hành động có thể nhưng mà xảy ra không thể. Cái đó là cái phân tích về nghiệp, về cái lý của nghiệp mà chỉ có trí tuệ của bậc chánh đẳng chánh giác thì ngài mới thấu đáo được cái điều này. Chính vì chỗ đó mới bây giờ, nếu mà cái bài tiểu kinh phân tích nghiệp á, thì cái bài đó chúng ta không thể nói rằng là nghiệp quả bất khả thi gì. Bởi vì rõ ràng hả, bố thí thì được giàu có, bỏng sẻn thì bị nghèo khổ, vân vân. Thì cái đó thì hiểu, dễ hiểu chứ đâu phải là bất khả tư nghị được. Nhưng mà cái đại kinh nghiệp phân tích mà hôm nay chúng ta học đó, cái đó mới là bất khả tư nghị. Cái nghiệp mà có thể trổ quả như vậy, không thể trổ quả như vậy mà lại xảy ra như vậy. Có loại nghiệp không thể trổ quả như vậy nhưng mà nó lại xảy ra như vậy. Có loại nghiệp có thể trổ quả như vậy và nó cũng trổ quả như vậy. Còn có loại nghiệp có thể trổ quả như vậy nhưng mà lại không thể trổ quả như vậy. Nó trái, nó trái ngược lại. Cho nên mới là bất khả tư nghị. Thì chúng tôi hy vọng rằng với cái sự cố gắng để trình bày bài kinh hôm nay sẽ giúp cho mọi người hiểu được một phần nào về cái lý của cái nghiệp báo mà ở trong Phật giáo Đức Phật ngài đã tuyên bố bằng cái trí tuệ của ngài. Từ đó để chúng ta thấy rằng cái thuyết nghiệp báo trong nhà Phật mà Đức Phật đã tuyên bố với bốn cái trường hợp này
thì cái đó không giống như là cái thuyết định mệnh hay tiền định. Chúng ta thấy rõ ràng là ở đây không phải là tiền định. Cái gì nó cũng có thể xảy ra. Xảy ra đúng như vậy, mà xảy ra trái chiều cũng có được. Quý vị nhớ, nghiệp cho quả, nghiệp dẫn đến cái hậu quả. Đúng chiều và trái chiều đều có hết. Có thể có xảy ra như thế, có khả năng hết. Cho nên chúng ta đừng bao giờ cho rằng chắc chắn. Tạo thiện nghiệp được sanh vào cõi trời, chúng ta chưa biết rằng là tạo thiện nghiệp bây giờ, nhưng mà giờ phút lâm chung mình có khởi lên cái ác tâm, ác tà kiến hay không, mình chưa biết được. Nó còn quyết định cái đó nữa. Rồi thấy một người tạo ác thì chúng ta đừng có vội cho rằng người đó tạo ác như vậy chắc chắn sẽ được, sẽ sanh xuống địa ngục. Không phải đâu. Nó trong cuộc đời này nó có nhiều cái nó xảy ra, nó trái chiều lắm thưa quý vị. Thì đây là cái nội dung của bài kinh hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị. Bây giờ thì còn 20 phút còn lại đến cái giờ thảo luận, xin thỉnh thưa Tùng Đức. Chắc có lẽ là cái giờ thảo luận này chúng tôi cũng phải thảo luận luôn rồi. Giờ này các vị giảng sư không có mặt ở trong room. Hồi thỉnh thường đội giáo đẳng trở lại. Nam mô Bổn Sư Thầy. Sa tu kính trường chư Tổ Thầy Sư. Thưa Phật tử, để chư Tổ Thầy Sư nghĩ trong giây lát, chúng tôi xin được tiếp lời của chư Tổ Thầy Sư. Điều đầu tiên chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là về cái ngôn phong ở trong bản dịch, tức là cái cách nói của Đức Phật ở trong bản dịch này. Như chúng ta biết rằng khi mà mình dịch thuật từ ngôn ngữ này qua ngôn ngữ kia, có nhiều khi mình giữ được cái lời văn nhưng mà chúng ta lại là mất ý. Có nhiều khi chúng ta dịch được lời và ý nhưng mà cái cách nói, cái ngôn phong nó lại khác đi. Như trong tiếng Anh thì từ nói I với you, mà người Việt Nam thì dịch là cái gì, mày và tao hết. Thì ở cái bản kinh này chúng tôi phải nói với quý vị một điều rằng thì Tổ Thầy Sư và chúng tôi đều biết ơn một cách sâu sắc Hòa Thượng Minh Châu là người dịch Kinh Tạng ra tiếng Việt. Nhưng mà đôi khi đó, ở trong cái một vài chỗ đó, thì chúng tôi phải nói cái ngôn phong của Hòa Thượng hơi nặng so với trong cái nhìn của cá nhân chúng tôi thôi. Thí dụ như nhiều khi Đức Phật thầy quở một vị nào đó nói này nghe này cái ngu si kia, thì thứ vị tùy vào người, tùy vào cái địa phương. Nhiều khi chúng ta nghe thì nghe nặng quá. Nghe nặng quá. Thật ra Đức Phật dùng chữ Mokha Purisa, chúng ta có thể gọi là đó là một người thiếu hiểu biết. Samitha là người thiếu hiểu biết chẳng hạn, hơn là Samitha là một kẻ ngu si. Nhưng mà về điểm này thì chúng tôi cũng thưa quý vị rằng vị nào sẽ đọc vào trong phạn văn rồi so sánh với bản dịch thì quý vị sẽ thấy rằng cái ngôn phong của mỗi nơi nó tùy theo cách hiểu, cách nhận thức của mỗi người. Radhakrishna là một vị tổng thống đầu tiên của Ấn Độ đó, và ông cũng có cái khả năng đọc tiếng Phạn. Ông có nói như vậy là Đức Phật là một người hoàn thiện, chưa bao giờ có một lời nói thiếu từ bi nào phát xuất từ kim khẩu của ngài. Thì chúng tôi tin rằng khi Đức Thế Tôn còn tại thế đó, cái cách nói của vị chánh đẳng chánh giác là trong dù trong lúc mà ngài khiển trách gì nữa thì nó cũng không phải giống như là cái thường tình của chúng ta. Thì dĩ nhiên mỗi người có một cách khác nhau. Điểm đầu tiên chúng tôi nói về ngôn phong. Điểm thứ hai chúng tôi muốn quý vị nên hiểu một vài cái thí dụ này. Ở trong cuộc sống đôi khi chúng ta nói rằng người lái xe mà cẩn thận thì không gặp tai nạn, không bị cảnh sát phạt. Thì điều đó không phải là vô lý.
Nhưng mà cũng không hẳn là bất cứ ai lái xe cẩn thận đều không gặp tai nạn, hay là bất cứ ai lái xe cẩn thận đều không bị cảnh sát cho ticket. Chúng tôi biết có những người lái xe không cẩn thận, nhưng mà cả đời rất ít ticket, rất ít bị vé phạt. Mà có những người lái cẩn thận đôi khi cũng bị ticket. Ta nói là hên xui, có những trường hợp hên xui. Ngay cả trong đời sống này, có những người mà chăm sóc sức khỏe rất tốt, ăn uống cẩn thận, nhưng mà bỗng dưng bị bệnh ung thư. Còn có những người mà ăn uống thì bình thường mà lại không bệnh. Thì khi mà chúng ta dựa vào trong đó và chúng ta nói rằng như vậy là vấn đề cẩn thận trong ăn uống nó không có lợi ích gì, nó không giá trị gì, thì cách nói là nó phiến diện. Thật ra vấn đề nó là khúc chiết lắm. Chúng tôi lấy ví dụ như là một người mà cẩn thận không ăn ngọt, nhưng mà nếu cha mẹ là người có tiểu đường thì tiểu đường là bệnh có di truyền được, để có thể tới lúc nào tự nhiên mình kiểu tiểu đường. Tại vì có những người mà 14, 15 tuổi bị tiểu đường rồi là do cái di truyền. Và khi mà chúng ta nói thì chúng ta dựa trên phần đông chúng ta nói, chứ chúng ta không có thể lấy một vài cái trường hợp ngoại lệ nào đó để làm chứng mực cho tất cả. Hay là chúng ta cũng có câu nói rằng những cái người thành công lớn họ đều bỏ học, họ không học đến nơi đến chốn, thì chuyện đó cũng có, như là Steve Jobs, như là Bill Gates. Nhưng mà không phải ai đi học mà bỏ học cũng trở thành Bill Gates, Steve Jobs hết. Nếu mà chúng ta nói không khéo thì chúng ta có vấn đề. Thì ở đây đó, Đức Phật Ngài dạy rằng khi mà chúng ta nói về sự tương ưng của giữa nghiệp và quả, ví dụ bài kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, thì chúng ta nghe nói đâu đó rõ ràng. Và mình bố thí thì đời sau được giàu có, mà mình làm tổn hại chúng sinh khác thì đời sau mình bị bệnh hoạn ương yếu. Con người mình ganh tị thì tính mình hay ganh tị, hay đố kỵ, thì đời sau mình là một người cô thế. Và con người hay tùy hỷ là con người đời sau chúng ta có nhiều cái thân thích, có thế quyền chẳng hạn. Nhưng mà điều đó chúng ta nói một cách tương đối mà nói đại khái, nói chung chung mà nói. Nhưng mà gọi là bảo rằng tuyệt đối đó thì phải coi chừng. Dạ, phải coi chừng, bởi vì cuộc sống nó là một sự hỗn hợp. Dạ, có khi nghiệp nó trổ nhãn tiền, có khi nghiệp không trổ nhãn tiền. Như hai câu kinh Phúc Cú nói rằng, khi ác nghiệp chưa chín mùi thì người ác chưa thấy là ác, khi mà ác nghiệp chín mùi rồi thì người ác mới thấy là ác. Thiện nghiệp chưa chín mùi thì người thiện chưa thấy là thiện, mà thiện nghiệp chín mùi rồi thì người thiện mới thấy là thiện. Thì như vậy đó, nghiệp là một cái đề tài lớn, cũng giống như là ở trong đời sống của chúng ta nói về sức khỏe, nói về sự bình an, đó là những đề tài lớn. Không có nghĩa là một người lúc nào cũng dè dặt, cũng cẩn thận cho khỏe 100%, và cũng không có nghĩa rằng cái sự cẩn thận với sức khỏe là hoàn toàn là không giá trị. Dạ, nó cũng phải tùy, nó tùy vào nhiều vấn đề, nhiều lý do lắm. Chúng ta sống thì chúng ta dựa trên cái nhìn chung chung, nhưng mà bảo bằng tuyệt đối thì không. Và chúng ta cũng đừng nói rằng mình làm thiện chưa chắc là mình đã được quả, do đó mình không cần làm thiện làm gì. Nhưng chúng ta quên rằng Đức Phật thậm chí Ngài dạy cho Hoàng Thượng Mahanama là đừng có lo sợ về cái cảnh giới tái sanh tương lai, nếu vì nó sống trong hiện tại thành tựu niềm tin ở Phật Pháp Tăng. Và bây giờ chúng tôi là vị tu sĩ, chúng tôi nói quý vị rằng quý vị tin Phật Pháp Tăng một cách kiên cố, chết đi chắc chắn sanh vào cõi trời, quý vị ủa dựa vào bài kinh này thì đâu gì chắc chắn đâu. Thì nó có hai cách nói, thưa quý vị. Một cách nói bằng tất cách là đại lược chung chung, rồi một cách nói có tất cách là phân tích chia sẻ. Ở đây đó, khi mà chúng ta đọc bài kinh này thì chúng ta nên nhớ rằng ở trong cái thông lệ nó có cái biệt lệ, ở trong cái trường hợp chung thì nó cũng có trường hợp riêng, ở trong cái trường hợp số đông phần lớn đó, thì nó cũng có trường hợp tương đối, chứ chúng ta không nên võ đoán tất cả. Và điều thứ ba mà rất là cần thiết ở trong cuộc sống là chúng ta nên hiểu được một số các mấu chốt cần thiết. Thí dụ như có ba điểm này mà chúng ta nên nhớ về nghiệp, là cái cận tử nghiệp là nghiệp lúc lâm chung. Được ví dụ như là một cái chuồng bò mà nhốt nhiều con bò, nhưng khi mở cửa thì con bò đó ở gần cửa nhất nó đi ra, dù đó là con bò yếu nhất. Thì lúc mà chúng ta lâm chung, cái thời khắc mà mạng mệnh chung
cái chết gần kề đó, thì cái thời khắc đó cái tâm thái của chúng ta rất là quan trọng. Người có hiểu đạo thì cần phải nghĩ đến giờ phút đó, không nên hoảng sợ, không nên giận hờn, không nên bám víu, mà giữ tâm an tịnh này đó. Cái sự cần tử rất là quan trọng. Và chúng ta cũng nhớ một điều rằng cái thói quen của chúng ta cũng rất là quan trọng. Dạ, trong cuộc sống chúng ta quen làm cái gì? Thí dụ như lâu lâu thì chúng ta đọc quyển kinh, lâu lâu chúng ta nghe bài pháp hoan hỷ, nhưng mà tối ngày chúng ta cứ chơi game. Mà cái game đó là gì? Game đó là sát phạt, game đó là hơn thua. Thì cái hơn thua sát phạt trong cái game đó, nó có thể ảnh hưởng vào giữa phút lâm chung. Thành ra cái người mà hiểu đạo đó, thì lâu lâu coi lại cái thói quen mình là gì. Dạ. Có những người đó đi chùa làm phước rất là nhiều, nhưng mà họ có thói quen là hãy nói xấu người khác. Dạ, đem chuyện của người này nói xấu người kia, đem người kia nói xấu người nọ. Họ không để ý, nhưng mà cái thói quen nó rất là nguy hiểm. Tại vì sao? Cái thói quen đó đó, nó sẽ trở thành một cái vấn đề cho đời sống của chúng ta. Chúng ta nhiều khi mình không để ý. Dạ. Có những vị mà Phật tử, cũng là Phật tử cũng hiểu đạo vậy đó, nhưng mà thích viết email, viết những bài này bài kia để tranh đấu, để chửi đồ này mắng đồ kia vân vân. Thì cái chuyện mà chúng ta thường gửi email đi thì coi nó không có chuyện gì, chẳng ai kiện tụng mình, chẳng trách ai, bỏ email thôi. Nhưng mà lâu ngày nó trở thành một thứ tạp niệm trong đời sống của chúng ta. Tạp niệm là lúc nào cũng để tâm đến những chuyện mà không đáng để ý, mà những chuyện quan trọng thì chúng ta không để ý. Thật ra mình nên nhớ cái thường nghiệp trong đời sống nó ảnh hưởng chúng ta rất là nhiều. Và nó cũng có cái nhìn về chánh kiến và tà kiến. Cái nhìn này quan trọng lắm. Thí dụ như là một cái người mà chuyên môn cười cho người khác, và họ cứ tin rằng đó là cái Bồ Tát hạnh, họ đang làm cái sự nghiệp, họ đang làm trong người khác phóng dật, mà họ nghĩ đó là sự nghiệp, thì cái suy nghĩ sai. Dạ, nó không hợp với, mà cái đó là cái khiến cho họ đi xuống. Thành ra khi mà mình là Phật tử đó, mình có một điểm mà mình nên nhớ, gọi là cải thiện cái chánh kiến của mình, hay là củng cố chánh kiến làm chừng phước. Nhưng mà phải hiểu cho đúng, cái hiểu sai rất là nguy hiểm. Dạ, hiểu sai rất là nguy hiểm. Và chúng ta cũng nên biết được, dạ, ở trong cuộc sống này đó, nó có muôn vàn cái chuyện mà tương đối, những chuyện bất định. Và do vậy cái nhìn của chúng ta trong cuộc sống đó, thì tương đối là nó nên cởi mở một chút. Chúng tôi thấy người Việt Nam chúng ta đa phần là có cái căn bệnh là lấy cái chuyện này mà để đinh cho người khác. Thí dụ như một lần nào đó mình đi qua quan thuế, người ta hỏi như vậy, mình khai như vậy, rồi gặp một người nào đó họ làm khó mình, thì sau này cái chuyện đó mình đem mình kể, mình áp dụng cho tất cả mọi trường hợp, nhắc nhở mọi người. Thật ra đó, mỗi một trường hợp nó có khác, không phải trường hợp nào đi qua quan thuế giống như vậy, không phải trường hợp nào mình cũng gặp một viên chức quan thuế giống như vậy, và không phải trường hợp nào cái hoàn cảnh người ta cũng giống như mình như vậy. Có nhiều khi như vậy là cũng cái trường hợp đó mà do cái diện mạo, một người đáng khả nghi người ta hỏi nhiều, mà có người ăn mặc tử tế đàng hoàng họ hỏi khác. Thật ra chúng ta hay bị cái trường hợp là râu ông này trong cấm cầm bà kia, lấy trường hợp này để làm cái thước đo cho trường hợp kia. Cái bệnh đó là bệnh nặng nề lắm. Dạ, nó phải như vậy. Cuộc sống của chúng ta nó thay đổi liên hồi. Chúng tôi sống bên Mỹ đó, có một điều là chúng tôi thấy rằng một cái số lớn người Việt Nam ở bên này đó cứ chửi Mỹ hoặc là khen Mỹ. Chửi Mỹ là chửi cái tuyệt đối, mà khen Mỹ là khen tuyệt đối. Mà thật ra đó, cái Mỹ mà họ biết đó là ở trường hợp 450 năm về trước, ở trong cái nội các của chính phủ đó, ở trong cái trường hợp đó, cái trường hợp đó nó không phải là mãi mãi như vậy. Thật ra mình sống ở đây lâu đó, mình hiểu rằng cái chính phủ Mỹ, cái xã hội Mỹ, cái nhìn của người Mỹ nó thay đổi liên tục. Yeah. Một vị tổng thống đó mà tháng trước đó, họ ủng hộ 60%, tháng sau ủng hộ 50%, cũng vị tổng thống đó mà lúc mà hết làm tổng thống đó, thì họ chê 45% ủng hộ, nhưng mà xuống khỏi cái ghế tổng thống 10 năm rồi thì cái số ủng hộ lại thêm. Thành ra chúng ta hay có một cái nhìn rất là phiến diện. Mình lấy một mảng nào đó, một phần nào đó, một con số nào đó, mình cho là tất cả. Thì cái đó cái rất là nguy hiểm. Ở đây khi chúng ta đọc một bài kinh đó, thì chúng ta nên hiểu một điều rằng là trên phương diện mà nhận thức,
trên phương diện mà kết luận đó, thì chúng ta nên có một thái độ mở rộng tương đối, là đừng có tuyệt đối, đừng có cái nhìn cực đoan tuyệt đối, và đồng thời chịu khó lắng nghe. Con người chúng ta, thưa quý vị, hay thích sống vào một cái quan niệm, hay thích sống bằng quan niệm, và cái quan niệm đó nó khiến cho mình cảm thấy rằng mình tự tin, mình cảm thấy rằng mình nghĩ như vậy là đúng, nghĩ như vậy là tuyệt đối. Nhưng mà cái quan niệm nào mà nghĩ tuyệt đối thường là phiến diện, thường là võ đoán một chiều. Cái nội dung của bài kinh này, khi mà Đức Phật kết luận, chúng ta nghe là có những điều mà có thể, mà thấy là có thể. Có những điều mình thấy là có thể mà lại không có thể. Có những điều không có thể, mình thấy là không có thể. Mà có những điều có thể thì cũng thấy là có thể. Thành ra nó có cả bốn trường hợp đều có hết. Bởi vì khi mình chịu khóa học Phật Pháp đó, có cái lợi như vậy là trong tất cả các tôn giáo, trong tất cả các vị giáo chủ của các tôn giáo, thì Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta là có một cái nhìn cân phân, có cái nhìn quân bình, có cái nhìn tương đối, là nhìn bên này ngó bên kia, chứ không có phiến diện một chiều. Giống như chúng ta nghe đời sống hàng ngày, ta nói cái người nào nói ngọt là người đó thâm, còn người nào nói sẵn coi vậy mà khẩu xà tâm vật. Cái đó mới nghe thì nó cũng phải là vô lý hoàn toàn, nhưng nó có đúng hoàn toàn đâu. Tại vì thế này là nó có cả bốn trường hợp hết. Nó có cả bốn trường hợp. Như Đức Phật Ngài nói rằng trời có khi có gầm có mưa, có khi gầm mà không mưa, có khi mà mưa mà không gầm, có khi không gầm không mưa. Thì có người nói mà làm, có người nói mà không làm, có người vừa nói vừa làm, có người không làm không nói. Mình ra ngoài mình cứ nói đại là mấy ông nào nói nhiều là không biết làm. Cái đó nó cũng sai. Mà nói mấy cái người mà họ không nói cái vị mà họ làm, mà nghĩ đó chân lý tuyệt đối cũng là sai. Cái gọi là possibility, gọi là cái khả tính ở trong đời, cái gì có thể xảy ra thì nó có nhiều thứ lắm. Nên chúng ta là con Phật, chúng ta là con Phật. Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta những điều là ít nhất là dựa trên Phật Pháp, dựa trên những gì mà chúng ta học từ Tam Tạng Kinh Điển, và dựa trên những gì mà chúng ta hiểu biết về nghiệp đó. Thì nghiệp là một cái đề tài không đơn giản, rất là tinh tế, rất là tế nhị. Và khi chúng ta hiểu, chúng ta áp dụng về nghiệp đó, thì chúng ta nên hiểu một cách có tương đối. Một người mà nói rằng cái ông A và B chắc chắn sanh về cõi trời, chắc chắn sanh về địa ngục đó, thì nói sai. Tại vì mình thấy người đó, mình đánh giá người đó, mình dựa trên một vài cái hành động người đó. Nhưng mà có những thứ mình đâu có biết. Khi người đó nằm ở trên giường, cái tâm tư họ nghĩ gì mình đâu có biết được. Mà mình cứ nói chung chung, ông A và B, ông đó là đi chùa hoài, làm phước cúng dường nhiều, chết chắc chắn sanh về cõi này cõi kia đó. Chúng ta nghe vô số những cái lời nhận định, những cái phê phán là vị thiền sư đó là A-la-hán, ông này bà kia chết sanh về cõi trời, vân vân. Thì những cái đánh giá của chúng ta nó dựa lên trên một cái chuyện rất là phiến diện thôi. Ngày hôm qua chúng tôi có nghe một câu chuyện cũng rất là thú vị, là có một người quen chúng tôi cũng được biết, mà người đó họ rất là sùng bái giáo Tây Tạng. Thì người đó tâm sự với một người bạn, nói rằng có một ông thầy bói đến nhà, rồi ông thầy bói đó ông nhìn cái vị sư Tây Tạng đó, rồi kêu cái người kia ra ngoài, nói rằng ông bà thật sự là có phước quá, có được vị Phật ở trong nhà, tại vì tôi nhìn cái tướng thầy này giống như có hào quang chung quanh không. Thì quý vị, mà hai người đó là hai người rất là trí thức, cũng có học vị trong xã hội, nhưng mà họ lại tin vào điều đó, thì mình cũng phải chịu thôi. Tại ví dụ như bị đó họ thích, khi mình thích cái gì đó mà nghe người khác nói tốt về chuyện đó thì mình dễ tin theo lắm. Nhưng mà như vậy là trong cuộc sống này, mình hiểu cái gì nó cũng có chừng thôi. Bởi vì quý vị thấy rằng người Việt Nam của chúng ta đó, bản thân của chúng tôi là bị tiểu đường, thưa quý vị. Người ta nói là uống lá sơn trà bao nhiêu ngày sẽ hết, uống lá đu đủ phơi khô bao nhiêu ngày sẽ hết tiểu đường, uống cái lá cây chó đẻ thì bao nhiêu ngày hết tiểu đường, vân vân. Mà người ta cho vô số thuốc. Thì chúng ta hiểu một điều rằng có những thứ dược thảo uống thì nhất thời nó có thể hạ đường huyết hay kiểm soát đường huyết, nhưng mà nó không đơn giản như người ta nghĩ đâu.
Dạ, nó là một đề tài rất là khúc chiết. Chúng ta cần, dạ, chúng ta cần một cái tinh thần vừa cởi mở, vừa thận trọng, vừa khoa học. Và cái mà sợ nhất đó là cái sự chấp thủ. À, chỉ có cái này đúng là cái kia là hư vọng. Con người sống đó mà gọi là sống có hiểu biết đó, là người biết lắng nghe, là người biết so sánh, biết đối chiếu và biết xét lại cái nhìn của mình. Đôi khi mình nghĩ chuyện đó như vậy nhưng mà nó không hẳn là như vậy đâu. Điều này rất là khó nói lắm. Thứ vì chúng tôi nói nãy giờ mà chúng tôi xin lỗi mà từ đầu tôi xíu biết là từ đó có còn ở trước máy không? Nếu từ đó thì xin còn ở trước máy xin chính từ đó khoa kỳ trả lời với một câu trả lời với một câu trả lời với một câu trả lời. Ô dạ vâng, dạ cảm ơn quý vị thưa hữu. Dạ chính từ đó tôi xíu bạch từ đó tôi xíu xin thượng tổ hãy giải thích là tại sao chúng ta nói quả của nghiệp là điều Đức Phật dạy quả nghiệp là điều bất khả tư nghi. Thì có nhiều người nói rằng nếu bất khả tư nghi thì học để làm gì, như vậy có nên học hay không, và cái gì chúng ta có thể biết được về quả của nghiệp, cái gì mà chúng ta không biết được về quả của nghiệp. Xin kính thỉnh thượng tổ tôi xin. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư, kính bạch thượng tọa chánh đẳng, kính thưa quý vị Phật tử. Chúng ta học về nghiệp là để chúng ta biết rõ cái gì đó là pháp bình trì quá, pháp ba phát sanh chắc thiện cho quả vui, ác cho quả khổ. Chúng ta học và để chúng ta biết cái đó. Còn cái mà gọi là bất khả tư nghi ấy, là những cái điều nào, cái lý của cái nghiệp báo ấy, có những cái nghiệp có thể trổ quả như vậy, nhưng mà khi nó xảy đến cái hậu quả đó thì nó ngược lại. Còn có những cái trường hợp nghiệp không thể trổ quả như vậy, nhưng mà khi nó xảy đến thì nói là như vậy. Cho nên ở đây thưa quý vị, bây giờ chúng ta chỉ cần biết bốn điều về cái nghiệp quả thôi. Tức là thiện nghiệp có thể cho quả vui, thiện nghiệp không thể cho quả khổ, ác nghiệp có thể cho quả khổ, ác nghiệp không thể cho quả vui. Thì cái trường hợp đó là trường hợp gọi là nghiệp có thể và đưa đến cái sự có thể. Chúng ta học để biết cái đó. Còn những cái mà những trường hợp xảy ra trái chiều, thấy vậy mà không phải vậy, thì trong trường hợp đó đó, chỉ có Đức Phật, cái trí của Đức Phật là Ngài mới nhận biết cái lý
sâu xa ở trong cái tình tiết của nghiệp báo. Chứ còn cạn cợt và với cái nhìn hiển cận của chúng ta thì chúng ta kết luận nó rất là hời hợt. Cho nên ở đây mặc dù cầm máu quý ba của trên thiên du nghiệp quả bất khả tư nghi, nhưng mà chúng ta vẫn phải học về nghiệp quả để chúng ta biết được pháp thiện cho quả vui, nghiệp ác cho quả khổ. Chúng ta phải biết được gì? Biết được thiện nghiệp không bao giờ nó đưa đến quả khổ, và ác nghiệp không bao giờ nó đưa đến quả vui. Còn cái trường hợp bất khả tư nghi là trường hợp thấy làm thiện đó, nhưng mà sau đó thì bị khổ ở phương diện khác. Thấy làm ác đó, nhưng mà sau đó thì họ vui, họ được hưởng vui, hưởng lạc là do cái nghiệp thiện khác. Cái đó là cái điều mà chúng ta bất khả tư nghị, không thể suy nghĩ ra được. Thì ở đây chúng tôi xin chia sẻ với quý vị cái câu hỏi cuối cùng mà Thượng Tọa và Đấng vừa nêu, và xin thỉnh Thượng Tọa trở lại để đúc kết bài học Nam Mô Bổn Thầy. Câu trả lời của Thượng Tọa Thực Sư đã kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính thưa chư Tôn Đức đã vào Rung để tham dự đại lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Ngày mai là chúng ta sẽ có một bài giảng về Trung Bộ Kinh của Thượng Tọa Pháp Tân. Xin cầu chúc quý ngài một ngày an lạc và hẹn gặp lại vào chương trình nghiệp Nam Mô Bổn Thầy Giáo. Sa thú lầm thai, con thanh thủy, hai mặt là chúng trong rung. Chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hứa cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả đại thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lăng tâm thanh thịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ốc để ủng trợ cho các phần thành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc cho công đức thân tâm thường lành, Phật sự nhiên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Thầy Giáo.
Cầu cho mưa